tiết mục thứ ba là tiết mục Lúa hát đất Việt tiếng vọng ngàn đời do tốt ca và tốt lúa của ngành khoa học cây trồng trình bày. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn sinh viên thân mến, chương trình văn nghệ của ngành khoa học cây trồng xin phép được bắt đầu. Yeah.
Quán lẩu nướng Uri rất là nhiều. Và xin được mời tất cả quý vị